9 tháng năm 2023, công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn thành phố Bà Rịa được triển khai đồng bộ linh hoạt. Công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử đảng và công tác khoa giáo được chú trọng. Kết quả nổi bật nêu ra tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố Bà Rịa 9 tháng năm 2023. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban tuyên giáo thành ủy Bà Rịa và hệ thống tuyên giáo cơ sở đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. 3 tháng cuối năm 2023, Ban tuyên giáo thành ủy Bà Rịa tiếp tục chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng dư luận xã hội, những vấn đề dù việc phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn thành phố, tăng cường tuyên truyền dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đi qua thành phố Bà Rịa giai đoạn 2.